Xin chào anh em đã quay lại với kênh tin tức của tôi nha. Tin tức ngày 9 tháng 1. Quyết liệt thực hiện chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Chính phủ, Thủ tướng về phòng và chống tham nhũng. Và theo nguồn tin từ báo Thanh tra thì công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trên địa bàn tỉnh Bình Định trong năm 2022 tiếp tục được cấp ủy đảng và chính quyền các cấp các ngành quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thường xuyên và kiên quyết đồng bộ trên nhiều mặt. Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực phục vụ xây dựng báo cáo định kỳ của Ban Cán sự Đảng Chính phủ từ 26 tháng 12 2021 đến 25 tháng 12 2022 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định gửi Thanh tra Chính phủ cho biết trong năm 2022, cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực tiếp tục được Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các ngành địa phương đơn vị trong tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện thường xuyên, có hiệu quả tích cực góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội và bảo đảm phòng chống an ninh trên địa bàn tỉnh. Trong kỳ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có quyết định số 616/QĐ-TU vào ngày 2 tháng 6 2022 về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh, quyết định số 582/QĐ-TU ngày 28 tháng 4 2022 về ban hành quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và với Thanh tra tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng. Ủy ban Nhân dân tỉnh ký quy chế phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh và Tòa án Nhân dân tỉnh trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Ủy ban Nhân dân tỉnh và các ngành địa phương, cơ quan địa đơn vị đã ban hành 133 văn bản để chỉ đạo triển khai kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng 2022, kế hoạch số 15KH/TU 27 tháng 12 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện kết luận số 14/KL/TQ-DUP ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Chỉ thị số 19/CT/TU ngày 13 tháng 4 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về năng lực tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Chương trình hành động số 14/CTR/TU ngày 21 tháng 4 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh thứ 20 về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp và một số nhiệm vụ khác có liên quan theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Ủy ban Nhân dân tỉnh luôn quan tâm và lãnh đạo chỉ đạo các cơ sở ngành địa phương, cơ quan, đơn vị kịp thời tổ chức phổ biến, quán triệt các văn bản mới của Đảng và Nhà nước về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực cho đội ngũ cán bộ, công chức và viên chức, đảng viên và trong nhân dân bằng các hình thức phù hợp, bảo đảm có hiệu quả, chỉ đạo thực hiện, đăng tải các văn bản của Đảng và Nhà nước và phòng chống tham nhũng tiêu cực trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban Nhân dân tỉnh và trang thông tin điện tử của ngành và trên địa phương, đơn vị. Từ ngày 9 tháng 1 còn nhiều nữa anh em, nó rất là dài nhưng tôi đọc sơ sơ cho anh em biết là cái vấn đề là nhà nước chúng ta đang rất là quan tâm về trong cái vấn đề tham nhũng. Đó, anh em thứ hai thì đừng quên cho tôi một like, một chia sẻ, một comment và đừng quên đăng ký và chung tạm biệt.